Hôn nhân hơn một thập kỷ của Ốc Thanh Vân biết ơn tình địch vì đã nhả ra để tôi ngậm lại. Ốc Thanh Vân và Minh Trí đã có 11 năm kết hôn, 20 năm bên nhau. Trước đám cưới, cặp đôi gặp không ít sóng gió. Đến nay, tổ ấm của vợ chồng Ốc Thanh Vân vẫn luôn ngập tràn tiếng cười, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hơn 11 năm hôn nhân, Ốc Thanh Vân có một cuộc sống cơm lành canh ngọt, đẹp như mơ khiến nhiều người ganh tị. Lấy mối tình đầu và hẹn hò nhau từ khi cả hai còn là học sinh trung học cho tới nay. Được biết, hơn 11 năm kết hôn, không ít lần cả hai đối mặt với những sóng gió thử thách tình cảm, nhiều lần suýt chia tay rồi lại tái hợp. Mới đây, cô vừa tung ra bộ ảnh kỷ niệm 11 năm ngày cưới lãng mạn ở xứ sở Kim Chi, khiến nhiều người ganh tị. Ốc Thanh Vân, Minh Trí và câu chuyện tình cũ không rủ cũng tới. Vào ngày 18 tháng 6 năm 1999, Ốc Thanh Vân và Chí Rùa tình cờ gặp nhau khi cùng là học sinh của một trường trung học. Giữa hai người thật sự có duyên tiền định vì Thanh Vân và Chí Rùa có cùng ngày sinh 18 tháng 2, chỉ khác là Chí Rùa sinh trước Ốc Thanh Vân 2 năm. Tính từ năm 2000 đến nay, Chí Rùa và Vân Ốc đã có 19 năm đón sinh nhật cùng nhau. Ốc Thanh Vân, Chí Rùa tình cờ gặp nhau khi cùng là học sinh của một trường trung học. Khi chia sẻ về tình yêu của mình, Ốc Thanh Vân cho hay cô cũng không hiểu vì sao mình thích Minh Trí, vì hai người dường như ở hai thái cực. Tôi được xem là con ngoan trò giỏi trong trường, trong khi đó ông xã thời đó cầm đầu một nhóm học sinh cá biệt. Xuyên bị mời lên phòng giám thị vì vi phạm quy định, thế nhân chính Ốc Thanh Vân lại là người theo đuổi và cầm cưa Chí Rùa. Ấn tượng với anh chàng học sinh cá biệt, Ốc Thanh Vân quyết định tìm cách tiếp cận anh chàng và thế là hai người trở thành một đôi. Năm 2001, Ốc Thanh Vân quyết tâm thi vào trường sân khấu điện ảnh, dù Chí Rùa không đồng tình. Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh, cặp đôi quyết định chia tay. Chia tay Minh Trí được vài tháng dù đã có tình mới. Nhưng ngày ba lần thấy anh Trí đưa người yêu mới đi qua trước mặt nên Ốc Thanh Vân không thể làm ngơ. Cô nhận ra mình vẫn còn tình cảm với Minh Trí nên quyết định hẹn gặp người yêu mới của Chí Rùa để xin cô gái này nhả ra cho tôi ngậm lại. Một lần nữa Ốc Thanh Vân lại cưa độ Chí Rùa, họ trở về bên nhau. Năm 2007, Thanh Vân và Minh Trí tổ chức lễ đính hôn tại Hải Phòng. Họ tiếp tục nảy sinh những mâu thuẫn gay gắt đến việc cả hai lựa chọn phương án chia tay. Ngày 29 tháng 3, 2007, Phi Thanh Vân, Minh Trí tổ chức lễ đính hôn tại Hải Phòng, quê hương của nữ MC. Tuy nhiên, giữa họ tiếp tục nảy sinh những mâu thuẫn gay gắt đến việc cả hai lựa chọn phương án chia tay. Lần chia tay thứ hai này của Vân và Trí kéo dài khoảng 1.5 năm. Cặp đôi nhẫn tưởng họ đã mất nhau, nhưng rồi sau đó duyên số lại đưa họ về bên nhau. Cuộc sống hạnh phúc viên mãn của cặp đôi hơn một thập kỷ. Sau 11 năm yêu nhau, tháng 10, 2008, cặp đôi tổ chức hôn lễ trong 2 ngày liền. Ngày 13 tháng 6, 2011, Ốc và Rùa chào đón bé Coca, cậu con trai đầu lòng. Tháng 4, 2013, nữ MC Hạ Sinh, cô con gái Cola. Đến tháng 2, 2015, gia đình Ốc Thanh Vân, Chí Rùa chào đón thành viên thứ 3 bé Cacao. Mặc dù nhiều lần bị trêu đùa là nữ MC ham sinh con nhất showbiz Việt, Ốc Thanh Vân vẫn hào hứng chia sẻ. Cô đã lên kế hoạch sinh bé thứ 4, cuộc sống hôn nhân của Ốc Thanh Vân, Chí Rùa cũng trải qua nhiều va chạm xích mích như bao cặp đôi khác, song cả hai vẫn luôn vững lòng cùng nhau vun đắp cho tổ ấm của mình. Nữ MC chia sẻ điều khiến cô sẵn sàng bỏ qua nhiều tật xấu của chồng chính là vì anh là con người rất có hiếu. Lúc bố tôi còn sống, dù bố đã già và cả có những phiền toái trong sinh hoạt, nhưng anh Chí chưa bao giờ tỏ bất cứ thái độ nào, anh ấy luôn cố gắng chăm sóc cho bố tôi, rồi thức suốt đêm trong bệnh viện. Khi bố tôi mới mất, tôi về nhà và khóc rất nhiều, chồng không nói gì chỉ nằm kế bên, im lặng nghe tôi khóc. Từ đó tôi biết chồng mình luôn là người bên cạnh để cảm nhận mọi đau đớn cùng tôi. Những hình ảnh cả nhà đi du lịch nhí nhảnh trong từng khung hình thợ mới yêu khiến nhiều fan thích thú. Bộ ảnh cưới sau 11 năm yêu nhau của vợ chồng nhà Ốc được cô tung ra mới đây. Mới đây cô và chồng thực hiện một bộ ảnh cưới sau 11 năm kết hôn. Thực tế đôi yên ương đã có ý định này cách đây 2 năm. Tuy nhiên lúc đó nữ diễn viên Mai Phương, bạn thân của Ốc Thanh Vân, lâm bệnh nặng nên nữ MC phải tạm gác ý định này để chăm lo cho bạn mình. Bộ ảnh được chụp tại những địa điểm nổi tiếng tại Seoul với những hàng cây hoa anh đào rực rỡ và làng cổ Busan Hancock, cùng bối cảnh và những ngôi nhà cổ kính đậm phong cách Hàn. Tuy nhiên cặp đôi vẫn giữ hồn Việt cho bộ ảnh cưới bằng áo dài trắng và vest nam thiết kế bắt mắt. Hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi như thợ mới yêu khiến nhiều fan ngưỡng mộ. Ở tuổi 35, cô vẫn giữ được nét trẻ đẹp ngọt ngào của mình. Chồng con Đề Huệ, chúng Huyền Thanh làm dâu phụ vẫn xinh lung linh, Thúy Diễm nổi bật nhất dàn B-trap. Dù đã làm vợ, làm mẹ, nhưng mỗi khi làm phụ dâu cho bạn bè, chúng Huyền Thanh vẫn thừa sức chiếm spotlight. Như một cách thể hiện tình bạn thân thiết, nhiều người đẹp trong làng giải trí sẽ luôn sẵn sàng đảm nhận vai trò phù dâu bê tráp trong đám cưới, đám hội của đồng nghiệp mà không sợ mất duyên. Trong đội hình các phù dâu xinh đẹp nhất showbiz,
Đôi khi spotlight lại thuộc về những mỹ nhân đã chồng con đề huề như chúng Huyền Thanh, Lê Hà, Thúy Diễm. Cách đây ít lâu, người mẫu Lê Hà vừa chính thức làm đám hỏi và lễ thành hôn với bạn trai thiếu gia tại quê nhà Gia Lai. Chân dài sinh năm 1993, mời một số đàn em thân thiết làm giao phụ, trong đó có chúng Huyền Thanh và Phí Phương Anh. Trong bộ đầm màu hồng pastel ngọt ngào, chúng Huyền Thanh trở thành nàng phù dâu nổi bật nhất buổi tiệc. Dù đã là bà mẹ một con trải qua quá trình bầu bì sinh nở vất vả, nhưng người mẫu 22 tuổi vẫn khiến cô bạn thân Phí Phương Anh có phần lu mờ trong đội hình bê tráp. Nhan sắc tươi trẻ yêu kiều của chúng Huyền Thanh giúp cô chiếm trọn spotlight của dàn phù dâu trong đám cưới Lê Hà. Thậm chí ngay cả nhân vật chính cũng phải dè trừng trước mỹ nhân họ chúng. Trước đó vào đầu tháng 1, Lê Hà cũng có dịp đảm nhận vai trò phụ dâu cho cô bạn thân Kim Chi The Fay trong đám cưới bí mật thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời điểm đó, chân dài Venus đã sinh con gái đầu lòng sau khi làm lễ ăn hỏi với bạn trai thiếu gia. Lê Hà nổi bật với nụ cười rạng rỡ và gương mặt xinh đẹp trong dàn phù dâu. Trong đám hỏi của Tuyết Lan, Lê Thúy xuất hiện với tư cách dâu phụ cho đàn chị. Dù đã là vợ người ta nhưng trong ngày vui của bản thân, nữ người mẫu vẫn nhiệt tình tham gia bê tráp cho cô dâu. Sau khi kết hôn, nhan sắc Lê Thúy ngày càng thăng hạng. Vào dịp đám cưới của nữ diễn viên Vũ Ngọc Ánh, bà mẹ một con Ái Châu nhận lời làm phù dâu bưng tráp lễ vật của họ nhà trai. Dàn bêu quả còn có người đẹp Bùi Lê Kim Ngọc, vợ đạo diễn Lý Khắc Linh. Trong khi đợi chú rể đến, Á hậu Ái Châu cùng dàn phù dâu tạo dáng hài hước trước cổng hoa. Sau khi kết hôn với Thanh Duy, Kylie vẫn nhiệt tình nhận lời bê tráp cho nhiều đồng nghiệp. Hai bà mẹ Diệp Bảo Ngọc, Dương Cẩm Linh cực xinh đẹp nhất nhì dàn bê quả trong đám cưới của Lê Phương vào tháng 8, 2017. Đảm nhận vị trí phù dâu nhiều lần, song lần nào Thúy Diễm cũng gây ấn tượng với nhan sắc yêu kiều mặn mà. Trong đám hỏi, nữ diễn viên Nguyệt Ánh, bà xã Lương Thế Thành xuất hiện cực trẻ trung và nổi bật. Tại đám cưới, bạn thân Thúy Diễm diện đầm dạ hội lệch vai, thu hút không kém nhân vật chính. Bất kể trong hoàn cảnh nào, người đẹp sinh năm 1986 cũng chiếm trọn spotlight. Khóc nức nở khi gặp công an livestream trên giường bệnh, nam em đang làm gì? Nam em đang đóng cả hai vai bệnh nhân và bác sĩ trong cuộc sống hiện tại của mình. Tiếc là cả hai vai đó đều không hề tròn trịa. Hàng loạt hành vi bất thường gần đây của nam em đang khiến dư luận có những phản ứng trái chiều. Số ít tỏ ra thông cảm lo lắng cho tình hình sức khỏe của nam em, nhưng phần lớn ý kiến lại nghiêng về chỉ trích, chế nhạo và giễu cợt. Một nghệ sĩ bất bình thường trong mắt đám đông. Quả thật, nếu nhìn nam em dưới góc độ một nghệ sĩ, một người nổi tiếng, người ta sẽ thấy cực kỳ khó hiểu và phản cảm với những gì cô gái này làm. Livestream trên giường bệnh để mong khán giả quan tâm tới mình hơn, khóc nức nở vì bị va chạm với cảnh sát giao thông giữa đường, giải thích liên thuyên về sứ mạng thế giới hay hàng loạt chuyện tương tự trước đó. Rõ ràng đó không phải hành vi của một người tỉnh táo. Nhưng bởi cô vẫn đang hoạt động trong ngành giải trí, vẫn đang là nghệ sĩ, nên rất nhiều khán giả vẫn nhìn cô dưới góc nhìn showbiz, lại chiêu trò, lại làm lố, lại chuẩn bị ra sản phẩm tiếp đây. Xét cho cùng thì dư luận có quyền hoài nghi. Bởi những thứ chiêu trò trong showbiz vốn có đủ hình dạng, đủ sắc màu, tạo sự chú ý theo cách chẳng giống ai, cũng chẳng phải điều gì lạ lùng, nhất là khi những người showbiz có nhu cầu thu hút sự quan tâm. Khùng là thứ bệnh giúp tôi trường tồn, phát ngôn khiến người ta phải nghi ngại về sức khỏe tinh thần của nam em, cũng như những mục đích phía sau. Bản thân nam em vẫn đi event đóng quảng cáo ra sản phẩm, thậm chí nhiều đoạn quảng cáo còn tận dụng phong cách không bình thường của nam em để trở nên độc đáo. Vậy nên người ta có lý do để mà nghi ngờ nam em chỉ đang diễn hoặc chiêu trò, chứ không đáng được thông cảm quan tâm. Nam em đảm đương một lúc cả hai vai bệnh nhân và nghệ sĩ. Bản thân nam em và những người thân thiết của cô từng nói về chuyện cô bị bệnh. Thực ra không cần phải nói, nhiều khán giả có thể nhận ra sự bất bình thường trong tư duy của nam em. Cách cô không kiểm soát được lời nói ngay trên sân khấu hay lúc livestream. Cách luyên thuyên về những điều khó hiểu như giải cứu thế giới hay sứ mệnh của mình có thể hiểu được như một dạng bệnh. Những biểu hiện của nam em khiến nhiều khán giả cảm thấy hoang mang và khó hiểu. Nhất là khi cô vẫn hiện diện trong showbiz như một nghệ sĩ không phải bệnh nhân. Những clip nam em tự quay mình nhảy múa cùng chiếc thìa, biểu cảm khó hiểu trên gương mặt hay những màn thể hiện ngoài kịch bản trên truyền hình không hề giống với một người bình thường, đừng nói là nghệ sĩ. Dù thừa nhận bệnh tật, thậm chí biết rõ về tình trạng của mình, nhưng nam em vẫn đồng thời đóng cả hai vai, bệnh nhân và nghệ sĩ. Tiếc rằng cả hai vai trò đó đều không tròn trịa, khán giả rất khó chấp nhận một người không bình thường trong vai nghệ sĩ và một người nổi tiếng lại cư xử như một bệnh nhân. Cũng vì vậy, nam em đang ở trong tình thế oái oăm, một bệnh nhân khó thông cảm và một nghệ sĩ chẳng được mấy người mến mộ. Nên chăng, đã tới lúc nam em và những người bên cạnh lựa chọn làm tốt chỉ một điều, đã là bệnh nhân đừng làm nghệ sĩ, và nếu là nghệ sĩ hãy suy nghĩ và hành động như một người bình thường trước đã. Thank you.
Trường Giang phạm vào điều tối kỵ nhất showbiz Việt sau khi cưới Nhã Phương. Danh hài Trường Giang đã phạm vào điều mà các nghệ sĩ Việt bị kỵ nhất mỗi khi lên sóng gây tranh cãi. Trường Giang vốn là nam danh hài luôn được khán giả yêu mến qua vai diễn dí dỏm thông minh. Ngoài lĩnh vực phim ảnh, ông xã Nhã Phương còn chiếm lĩnh nhiều game show với vai trò MC. Không thể phủ nhận với sự thông minh lanh lợi, Trường Giang nhận được nhiều lời khen khi dẫn chương trình nhanh như chớp. Tuy nhiên, nam danh hài đã không ít lần phạm phải điều tối kỵ trong showbiz, đó chính là tiết lộ đời tư của sao Việt. Cụ thể, nhiều lần Trường Giang không hiểu vì vô tình hay cố ý đã động chạm đến đời tư của nhiều người. Như trong tập 3 Nhanh Như Chớp, Mười Khó tiết lộ vợ chồng Trấn Thành Harry Won mới tậu nhà 15 tỷ. Không chỉ vậy, Trường Giang còn cho biết căn nhà được mua do tiền của Harry Won. Thậm chí nam MC còn vô tư tiết lộ Harry Won ở nhà gọi Trấn Thành là chị. Không chỉ vợ chồng Trấn Thành bị lôi ra soi mói về độ giàu, Trường Giang còn kéo theo cả Đại Nghĩa khi phát ngôn. Không phải Trấn Thành mà Đại Nghĩa mới là MC giàu nhất Việt Nam. Anh nhiều lần nhấn mạnh điều này và cho biết Đại Nghĩa hiện rất đắt show, thậm chí một tối lên sóng những 3 chương trình tại 3 đài khác nhau. Một nạn nhân nữa từng bị Trường Giang ép vào thế bí là Trương Quỳnh Anh. Dù biết Trương Quỳnh Anh và Tim đã ly hôn, nhưng Trường Giang liên tục đưa nữ ca sĩ vào thử thách khi nhắc tới Tim. Cụ thể, khi giới thiệu xong luật chơi trong Nhanh Như Chớp mà Trương Quỳnh Anh tham gia, Trường Giang bất ngờ nhắc nhở: "Chúng ta đến với chương trình bằng sự yêu thương, không được toan tính gian dối. Bây giờ chúng ta sẽ test thử. Trương Quỳnh Anh, ai là người hát bài Một Vòng Trái Đất? Trả lời sai cũng được, nhưng phải trả lời." Ban đầu, Trương Quỳnh Anh né tránh câu hỏi, nhưng bị MC chương trình bắt ép nên cô nhanh trí chỉ tay về phía áo của Trường Giang có trái tim đỏ rực một góc. Ca sĩ trên áo của Trường Giang đó, nhiều người cho rằng việc lợi dụng đời tư của sao Việt để dẫn dắt chương trình là không nên và mong Trường Giang sớm điều chỉnh lại.